Hello anh em, hello anh em. Ngày mới lại bắt đầu rồi anh em ơi. Hôm nay vẫn tại tháp Ahamu. Sáng ra nổ đồ một quốc lấy ở chỗ 219 Hoàng Văn Thái anh em ạ. Người đang đi lấy hàng đây. Vừa nổ cơn 2 giờ nhưng mà ngon quá thôi mình hủy. À đây. Cái này phải công kênh mức 2 mới. Vâng. Nhẹ mà. 60 mà. Nhẹ nhưng mà nó không nó ấy kích thước kìa. Này mà. Vâng. Chờ em chút. Vâng. Dạ. Cái này chỉnh đấy à? Vâng, cái này chỉnh được. Tắt phết anh em nhỉ. Mình riêng anh. Không gì. Mở đèn nữa sao. Gọn đây nhỉ. Gãy luôn à. Giờ 15 rồi. Thôi cái này cũng đáng tiếc, đang đi đường anh em. Đi được rồi nhưng mà quay đầu một cái không nhìn lại. Quay đầu luôn, các anh tìm cái đầu thành công cái tay. Anh em về tìm cách khắc phục. Anh em thanh niên, anh cũng trèo chân này. Gãy à, gãy này. Gãy rồi, giờ xoay lại thôi. Cái này gắn xoay vào anh. Giờ không lấy lại được, giờ nó hư rồi em phải mua mới lại thôi. Chứ giờ gắn keo vào thì đấy, xấu hết cái này em. Xoay vào được mà em. Nó bị gãy em anh. Đâu, đây thôi, là em đùa anh làm gì? Được mà, cái này xử lý đúng không em? Đánh cái gì em? Giờ em tháo một bên này ra, không nguyên sim nguyên một cây sao? Thôi hai cái đây, cái đáng tiếc hai anh em đều ấy. Em biết là như thế rồi, nhưng mà không biết em phải làm gì sai đâu. Anh em không biết như thế nhưng mà thế bây giờ em cũng thật là đền em cái này chứ. Cái này cũng rẻ thôi, chỉ có 50 nghìn thôi. Bao nhiêu? 50 nghìn thôi. Thế em cũng không có gì anh đâu. Này, về 5 nghìn thôi. Chúng ta gãy 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 cái lẫy này đúng không? Đây anh, đây không rồi. May có người không sao rồi. Mình tưởng cái đấy thay phải mất triệu nhưng mà bạn thì bạn ấy bảo là cái thay cái đấy thay như thay cái lẫy hay sao thì mất cái 50 nghìn. Mình tưởng thay 1 triệu thì bảo anh đền thay 50 nghìn thì nhiều khi anh em thôi và chả ai mong muốn đâu. Mình tưởng cái đấy nó phải 1 triệu. Nói chung là tài sản của ai thì người sót thôi, nhưng mà nếu mà mình trong trường hợp đấy thì mình không lấy tiền đấy, cá nhân mình nhá. Trước mình bị một anh em nào hút phần gãy cái yếm này còn không bắt đền nữa. Cháu bảo giao hàng tí đúng không ạ? Chị C Nguyễn Đình Thi. Nguyễn Đình Thi. Đi lần sau đi lần này được. À, cháu thấy bản đồ thì trong lần này. Vâng. Ôi giời, làm điều ở đây anh em ơi. Khu này ít lên nên là mình chả biết đường nhiều lắm. Ui dồi. Chắc là đi lên đây rồi, ngã rồi. Chắc là đi vòng lên đây này. Đưa xe.
Anh ơi, có đơn hàng ở bên Hoàng Văn Thái sang anh nhận đồ cho em với ạ. 9C đây ạ. 9C Nguyễn Đình Thi ạ. Xe đỏ đỏ đây anh. Vâng, đây. Vâng. Anh Hùng của anh. Vân Canh, Hoài Đức. Ok. À, ok, cảm ơn nhé. Đơn này ship đi khu đô thị Vân Canh em ạ. Cứ ra đưa thẳng đường này đi thôi. Vòng thẳng xuống đại lộ, vòng lên Xuân Phương này đúng không? Vòng lên Xuân Phương. Chứ em ship đồ ấy, chị có phải là chỗ nhà đất Vân Canh, cái chỗ mà quán tạp hóa ấy, đúng không chị nhỉ? Ừ, chị gọi cái bạn ở trên nhà chị xuống lấy nhé. Vâng. Trời cho ma đã, chờ chị xuống thì đi ra. Vâng ạ. Anh ơi, anh đến ship đồ đúng không? Vâng, em đang ở chỗ 25H2HA, chỗ nhà đất Vân Canh ạ. Cái biển đấy. Ờ, bây giờ em kết bạn Zalo không? Em gửi định vị anh đến chỗ này. Có gần đấy không anh? Khu này thì vâng đi lùng lẳng. Vâng, cái đi gần anh em. Cường ạ, cho em gửi đồ ạ. Cái này thanh toán chưa anh? À, thanh toán rồi ạ. Vâng. Anh nhận nhé. Giờ đã có một đơn hàng ngoài anh em ạ. Lấy hàng ở chỗ gần đại học Hỏa Địa Chất ấy. Lấy về Hoàng Văn Thái luôn, ôi rồi. Xong cũng phải chắc về luôn. À, mình đi ship cho chị, một chị khách quen mà. Cách đấy là bao nhiêu cây đây? 7 cây. Ok, đi luôn vậy. Khu bên này ít xa anh em ạ, nên là chả biết đường nhiều, toàn đi theo Google Map. Và nếu mà mình đi đường cũ thì mình biết, còn ra đường Hoài Đức này thì phải đi theo Google Map rồi. Bản đồ chỉ đi thẳng thôi. Bản đồ nó chỉ đường bên này ạ. Khả năng đường bên này nó đường bê tông, nó đi dễ đi hơn. Kia toàn đường đá. Úi giời, quả đường. Ôi ôi. À, máy mới lách được tí cái này. Được đấy. Đấy. Úi giời. Đây rồi, ra đường Tân Phong rồi. Ra Tân Phong này thì biết rồi. À, đây mình nhớ đây là cái vòng số 8 cho anh em đi học lái xe này. Đấy. Đầu tiên mình cứ về số 3 nhá, xong rồi mình đi từ từ thôi. Cứ đi từ từ thôi. Đấy, xong đi đúng hình vào. Đấy, cứ đi đúng hình vào là được thôi. Đấy, viết đúng số 8. Đấy, dễ mà. Đấy, vòng ở đây. Đấy.
Đấy. Đấy. Đấy. Đấy. Dễ mà. Nhưng mà vừa đi chân anh em vẫn phải vừa giãn phanh. Còn những chị em nào mới thi là mình đi mình về hẳn số A luôn từ đầu, nhưng mà mình vừa ga mình vừa phanh một tí cho đỡ chết máy, nhiều xe nó bị chết máy. Rồi đi ra kiểu gì. Này này phải đi vào con đây. Chắc lấy đơn của chị Vân nhỉ. Một cái hộp này, một thùng. Ok. Ok để cắt này ra luôn. Ok thoải mái. Cảm ơn nhá. Quá anh em. Đường cổ nhuế này nó bé, đường cổ nhuế toàn ô tô vào ấy. Cả ô tô tải vào thế bây giờ. Đường tắc. Mà đường nó bé tí. Đây ra được vào đường vành đai 3 này nó ngon. Cứ lách sang bên dâm mà đi anh em ạ, tội gì với sang bên nám đúng không? Đoạn này hầu như là tắc đường. Lắm xe. Vành đai 3 này. Có xin nhắn kêu là hai thế anh em ạ. Mình xin nhà cái mọi người là nghe thấy là thay để ý luôn đấy. Sang đường dễ dàng hơn. Đường to này không đi nổi. Này mọi người có biết đây là cầu gì không? Mọi người thấy đây có đẹp không? Đây là gọi là cầu Đầm Hồng anh em ạ. Buổi tối người ta hay uống nước ở những cái ven hồ này. Buổi tối ấy, có quán trà chanh, trà quất. Đúng là xong đợi cậu đây nhá. Đúng là mà nếu mà cậu chưa đến thì con đứng ở đây ở đấy đợi nhá. Đi lên đi. Nổ đơn luôn anh em ơi, lấy hàng 181 xã đà. 181 xã đà này như là có điện thoại. Đơn này như mình lấy hàng một lần rồi, 81 xã đàn. Thời tiết hôm nay khả năng mưa anh em ạ. Đường âm u rồi, trời âm u rồi. 81 ở đây này. Ship đồ ăn rồi anh em ơi, bún sườn chua. Mình nhìn ở bên này đường thấy là quán bún sườn chua. Khả năng mưa rồi. Mình gửi quán bún đúng không chị nhỉ? Đến chưa anh? Vâng, em đang ở ngoài đấy ạ. Vâng. Ship của à, anh không? Không, tao lấy khoảng của đâu nhỉ? Lấy đơn á? Lấy đơn người gửi là Ly. À, đưa đây. Vâng. À, chị trả cước luôn à? Đây, chờ em trả lại. Vâng. Vâng. Vâng, cảm ơn chị. Vâng, vâng. Đây ngõ 37. 37 đi công. Alo. Chú em ship đồ chị Ly ấy, chị ở số bao nhiêu trong ngõ 37 chị nhỉ? Anh đang ở đâu rồi? Em đang ở ngõ 37 ạ. Anh tìm số nhà 156 của ngõ 337, đối diện sẽ là đường ngách 245 trên 120. Tìm số nhà 37. Đối diện số nhà nhiêu em quên mất ạ. Số nhà 156 của 337. À, vâng, vâng. Vâng, vâng. Nhà 156 là trong ngõ 245 đi công rồi. Thông ra ngõ 245 à, đây 245 trên 120 đi công. Chứ em đang ở ngoài số 37 chỗ bếp mẹ nằm đấy ạ. Vâng, vâng, vâng. À không, cái kia là chip ạ. Bắt được 360 Trần Điền này. Đi Nguyễn Xiển anh em ạ. Trần Điền đi Nguyễn Xiển.
mình gửi ship à anh? À, mình anh Nguyễn Thiện chứ? Điền nào đây ta? À đây, ra ngõ 192 ra Định Công lại. Ra Kim Giang, ngõ 168 Kim Giang đâm ra Nguyễn Xiển. Đúng không? Thì ơi, em ship đồ ở bên gara Minh Đức chỉ ở 117 Nguyễn Xiển rồi chứ. Nguyễn Xiển sao mình không thấy 117 nhỉ? Chắc phải đổ. Anh em gì này, thế mà định vị AMU nó định vị ở bên đường, bên số chẵn cơ. Cho án thật định vị, rồi đấy. Lại bắt được một đơn anh em ơi, lấy hàng Kim Giang, 192 Kim Giang rồi. 192 Kim Giang rồi, phải vòng vòng lại đó. Đi vòng lại. Vòng lại này, xong rồi đến ngã tư rồi rẽ. Ôi, hỏng rồi, thôi, quay lại. Ngách này, ngách này nó ra không? Ngõ 168 này, bắt tắc đường anh em ạ. Có xe tải chờ 15 phút. Đúng rồi. Vâng. À, bộ lăng, người nhận là cước đúng không anh? Vâng. Được 4-5 cuốc. Chắc khoảng đôi trăm rưỡi. À, về à, giờ về à? Giờ về ai chạy tiếp? À, mới chạy. Alo. Anh ơi, em fit cho anh cái vô lăng ấy, anh nhận đồ cho em mới ạ. Ok. Vâng. Anh đi thẳng vào cổng phố bán đi, anh nhận đồ đi trong rồi đấy. Vâng, vâng. À đây này. À vâng, em tưởng ở trong ngõ. 36.000 ship anh ạ. Vâng anh cậu, vâng anh cậu ơi. Tổng thu nhập được 156.000 anh em ơi, chạy được 5 cuốc. Có hạt mưa rồi anh em ạ. Căng đấy, thôi. Tạm thời tắt áp đi nhỉ. Chứ đang chạy nó mưa to thì thôi, chả có chỗ mà trú. Cái thứ hai là cũng mưa. Ra cầu đứng vậy. Ôi, có mưa rồi mọi người ơi, mọi người đang mặc áo mưa. May quá, cũng đang ở gần nhà luôn. Ôi, ra cổng Trường Chinh đứng vậy. Ra Trường Chinh thì đứng là vừa anh nhỉ. Ôi, đúng ở đây vậy anh em ơi, đấy, mấy anh em tài xế đấy, đúng ở đây nói chuyện anh em nhỉ. Trời hết mưa rồi anh em ơi, nổ từ 126 vọng đi Khương Thượng à? Đấy, nó vọng quay ngược lại nhờ. Lấy về Khương Thượng ấy. Vâng. Okay. Đây chắc vừa mưa to anh em ạ, à. Đường ướt hết rồi. Có vọng mà chả mưa. Mày qua có cô gần đây luôn, tí về đón cún đi học về. Con cún nhà chị gái mình anh em ạ. À. Đi học thêm, mà trẻ con học lắm thật. Không hiểu, suốt ngày trong tình trạng là phải đi học. Mà không học thì tính giáo viên người ta trù. Ơi, không tí nữa mày đón tao ra chỗ đại học này, đưa tao ra. Ờ... Tao đỡ mày đi. Chú ra đại học nào? Đại học Thủy Lợi đây, nhưng mà tao đi bộ vào trong này nhận việc này, trong đường quay. Tí nữa mày đợi xong rồi mày đón tao ra. Chú vào lâu không? Chắc là khoảng nửa tiếng. Nửa tiếng cháu cũng đi rồi. Ừ. Vâng chú ạ, vâng. Tưởng nhanh thì đi chứ nửa tiếng thì chịu. Đợi nửa tiếng mình chạy quốc khác. Ra đây bắt được quốc về mới còn lại thôi anh em ạ. Bắt được quốc về nhà luôn. Mình bắt quốc này xong rồi mình quay lại đón cún là vừa.
4:30 tan học. Em đang ở trước cửa hàng in Đồng Lợi đây, chị mang cho em với. Ừ, em lấy hàng cho ai vào trong này in này đi. Vâng, vâng, qua xe vào lúc vào anh em ạ. Nó không tin được ai hết. Mình còn chả tin mình nữa. Lấy về Nguyễn Hồng Đại. Một chỗ Linh, Linh, Linh. Người nhận là Linh 110 Nguyễn Hồng Đại. In đồng. Còn mưa không em? Còn, chưa cho em một cái túi hết đi. Vâng, sợ đi ướt hết. Đồ. Còn nữa. Còn nữa. Tìm nó còn có dại nữa cô, nó còn đạm nữa. Đẹp đẹp không? Người nhận là cước đúng không vậy? Vâng. Lấy xe con. Cái này máy này. Thưa 1.000 chị ạ. À, ok, cảm ơn. Thế hẹn anh em ở clip tiếp sau nha. Cuộc sống tipper lại sáng đi làm. Gọi là này á, kiếm tiền con. Thế nghề này sao lại không làm được? Hả? Vất vả đúng không? Ngày này vất vả đúng không? Làm cái gì nó không vất vả? Làm ăn xin. Ăn xin. Người ta bảo không làm mà nói có ăn là không được, hiểu không? Không được, không được làm cái đấy. Thế. Đúng không?